Hello, xin chào các bạn, mình là Lý P đây và chào mừng các bạn trở lại với cái trò chơi Fit and Grow Fit. Thì hôm nay mình sẽ làm một con cá gì mình cũng không biết nữa các bạn. Nhưng mà cái quả trứng của mình là quả trứng màu xanh lá cây. Rất là dễ thương luôn. Rồi, nở ơi, nở ơi, nở ơi. Đây là một con sông nha. Hello, xin chào mọi người. Chỗ con này sao nhìn mặt căng vậy các bạn? Nhìn mặt con cá con sao nó căng vậy? Ê, con này đen thui luôn các bạn. Nhìn mặt mắt mở không ra luôn nè. Ôi ghê thế, ở cái đằng kia cái đồ ăn kìa. Trời ơi ghê thế, ghê thế. Ok thôi, chà miếng. Các bạn biết sao nó quýnh mình đâu? Bởi vì mình chính là con của nó đó. Con sông này là mình chùm đó. Nhưng mà sao đen thui thình lùi vậy trời. Nhiệm vụ khá là đơn giản, không gì khó cả. Thôi ăn miếng này cho anh lành. Ôi dễ 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 không nào. Ôi nó cắn mình đơ luôn rồi. Cái con cá yêu kia rào mày chết mày với tao không? Mày chết mày với tao không? Ok, nó đã đưa mình vô lại quả trứng rồi. Rồi nó sẽ chết nó với mình. Đây gia đình mình này, gia đình mình nè các bạn, mày thấy kinh không? Đấy, tụi kia chỉ là đồ ăn của mình thôi. Đấy, nhờ tới ăn thôi. Ôi, đồ ăn rơi vãi. Đâu, có miếng dư nào không? Không có miếng đồ ăn dư nào luôn. Vậy sao hai con kia quýnh lộn vậy? Này gia đình mình mang. Không có mày. Cắn con này chết luôn rồi. Ủa gia đình mình sao nó cắn lộn luôn các bạn. Lỡ mình ăn luôn. Cắn con này bệnh luôn rồi. Ồ cái dòng cá này nó kỳ vậy. Mình đi theo con này cũng không có được đâu. Nguy hiểm quá. Nó cắn con kia đơ luôn rồi kìa. Dành lộn á, kiểu như dành lộn đồ ăn cho nó. Xong nó cắn một phát đơ luôn. Thôi mình đi ăn mấy con ốc sên rồi cho lành. Wow, gia đình đi lẹ chờ. Ông ơi, nhưng mà ăn ốc sên biết chừng nào lớn. Mình là con cá lớn mà ăn ốc sên biết chừng nào. Không được đâu các bạn, ăn mấy con này biết chừng nào lớn. Wow, ôi cái mặt mình nhìn ngầu chứ. Đúng là danh gia vọng tộc. Thế nếu mình lớn lên là mình sẽ không sợ bất kỳ con nào đâu. Đấy, cứ ăn đi, chỗ này nó ít ít đồ ăn quá. Dạ các bạn biết sao không? Cái vùng này á là mình vùng cái trị mà. Con cái nhỏ đâu dám tới ở đâu. Con này bây giờ nó nổi lên mặt nước luôn rồi. Nó chết hờ hên quá. Nổi lên mặt nước cái nó chết rồi. Giờ cái rống này của mình. Ok, tự nhiên như không kệ nó, đồng loại nó chết mà. Mình ăn phải để mình bảo vệ hòa bình thế giới. Trời, cái bay cái cục đấy ăn biết chừng nào mình cắn cho nổ trời. Các bạn ơi. Lên level. Không ai giành luôn, không ai giành luôn, cái ai đâu biết đâu mà giành, cái ai thấy đâu mà giành. Lớn luôn ngầu, lớn luôn ngầu, chơi kỳ chờ liêu bé. Chuẩn bị lên liêu bờ. Ây ây ok. Hello, xin chào mọi người. Nói chung là cuộc sống mà các bạn, đôi khi là nó mới có một cái sự gọi là may mắn. Thì có những người người ta cố gắng ăn uống rất là gian khổ, nhưng mà có những người ở đâu như không lượm tiền đấy, rất là kinh rồi. Ok, giờ mình sẽ đi khám phá ở dưới con sông này, mình có sợ ai đâu. Trời ơi, con cái bài này mạnh lắm đấy các bạn, mạnh kinh đấy. Cái gì đang trôi tới vậy? Một miếng thức ăn thôi các bạn. Rồi bây giờ phải đi ăn cho nó lớn lớn chút xong đi đẻ các bạn ơi.
À, mình đang ngược chiều con sông, nó đẩy mình vùng danger. Ê, bị trôi tới vùng danger rồi, đi luôn, sợ gì, mình mạnh mà. Một bầy của mình luôn. Đây đây sẽ là một nơi. Ơi con này không phải đồng loại. Ơi ơi ơi, ôi mạnh mạnh mạnh, tụi nó mạnh, tụi nó mạnh, không phải bầy của mình. Không không không, không phải, không phải bầy của mình. Ôi mấy con nó hùng phải không? Sao không sao, đừng lo, đây cho ăn gì luôn nha. Không sao, mất máu rồi, mất máu rồi, không sao. Ơi lanh quá, nó lanh quá bạn. Lanh ơi ơi, lanh quá, mình đang bị thương, mình đang bị thương, mình đuổi không lại nó. Mày 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 mày. Thế là cả đoạn thôi các bạn ơi, tao lại khỏe lại rồi, chết mày với tao. Ngon đấy, ngon đấy. Ok, hay ghê. Phải lấy sức, phải lấy sức, phải lấy sức, phải lấy sức. Đi săn khó hơn mình nghĩ nha các bạn. Đẩy, ui nó đẩy, đẩy ai vậy? Bị thương, bị thương mà còn đẩy gì? Phải lấy sức, phải lấy sức. Mạnh lại tao không? Mạnh lại tao không? Chụm ở đây rồi các bạn ơi, chụm ở đây ơi, chụm ở đây ơi. Ôi đằng kia có mấy con cá khủng hơn nha các bạn, đừng đùa nha, mấy con đó không phải đồng loại của mình đâu. À mấy ấy, mấy con đó ấy, cua hay quá, cua hay quá. Mấy con đó không phải đồng loại của mình đâu. Nhiệm vụ của mình là ăn 5 con cá kia, nãy giờ không thấy ra. Piranha hả? Piranha láo à? Ủa mấy cái con cá nhiệm vụ ở đâu ta? Không phải mấy con này, không phải mấy con này, mấy con này nãy giờ ăn nè. Mấy con này là sinh ra cho mình ăn nè, đồ ăn á. Ok, ăn một con đủ no rồi. Giờ đi kiếm cái nhiệm vụ á. Chắc là nó sống ở chỗ mấy cái khúc cây nè. Có ai không? Có ai ở đây không? À, không con cái gì kìa. Ê, con cái này nhìn ghê quá các bạn ơi. Thôi đừng đụng nó, đừng đụng nó. À mấy con này đúng không, mấy con này đúng không, cái gì đẹp vậy? Ồ nhưng mà lanh quá. Ồ nuốt trọng luôn các bạn ơi, cái này phải cái nhiệm vụ, cái nhiệm vụ là con khác. Ok mình đi tìm. Nãy giờ mình không thấy cái của mình luôn, hình như mà do mình đi tới cái vùng danger á bạn, nên là nó kiểu như nó bay đến một cái vùng đất khác rồi, mình cách xe tộc mình rồi. Nhưng mà ở đâu cũng là con sông mà, ở đâu cũng gặp cái của mình à. Bây giờ mình thấy máy lòi luôn rồi nha, luôn. Ui chỗ gì đâu mà sâu dữ à.
Kế đâu? Kế đâu? À, mình thấy con kế nhiệm vụ rồi. Ủa, nhưng mà con kế kia bự chứ. Cái nhiệm vụ đang ở dưới con kế đó. Ồ, cái kia nó bự các bạn. Cái nhiệm vụ qua đây ta ăn nè. Đừng đừng qua đó, con kế kia nó ăn giờ. Ui. Ngu. Nó bị chết rồi các bạn. Vậy mình hiểu rồi, cái nhiệm vụ của mình này. Nhưng mà mình phải ăn một con cái đã. Quay đó chạy chết hay gì vậy? Quay đó chạy chết hay gì? Mày ngu rồi. Không kém mà sang không được. Giờ mình yếu các bạn. Léo. Ui, cái răng của con kia nó kinh hơn mình các bạn ơi. Ăn nhanh nhanh nhanh. Nhanh. Ok, đi. Đây rồi, biết tìm cái nhiệm vụ ở gần đây thôi. Nó đâu trong mấy cái hốc này nè. Đấy, trước mặt luôn. Bây giờ mày chạy đi đâu? Bây giờ mày chạy đâu? Tao lấy nè. Bây giờ mà chạy đâu? Bây giờ chạy đâu? Ok, một con nha các bạn. Tốt. Ăn mấy con ấu trùng rồi luôn. Sao mình không thấy con cá của mình ta? Cái của mình nãy giờ không thấy luôn á. Cái vào 7 rồi. Cho ra làm nhiệm vụ khó lắm á. Đây mình thấy con cái là nhiệm vụ nữa rồi. Ờ đấy cái mình nè. Cái bầu. Ok, yêu nhau. Chúng ta yêu nhau đi. Ok, yêu. Rồi, yêu. Yêu gần được rồi đấy, yêu gần được rồi đấy. Yêu gần được rồi. Rồi, ok các bạn ơi. Bầu tốt. Tìm mãi mới thấy được cái dòng của mình. Ở đâu cái đồ ăn nữa vậy? Xuống vậy. Đây, bài của mình nè. Trời ơi, tưởng gì chứ. Vậy mình ở trong mấy cái cục đá bự bự nè. Thì khi mà mình có bầu rồi á, là mình không có mà kiểu sinh sản được các bạn, hay là không có lên level được nha anh em. Cái bầu lại tất cả đồ ăn là nó sẽ nuôi trứng ở trong bụng hết, không có lên level được đâu. Ơi, nước đẩy. Ê, miếng đồ ăn hotel. Ê. Ok. Rồi đó nước nó bị xước quá. Rồi còn à, mình thấy cái đó là nhiệm vụ. Còn này sẽ chết thôi. Ôi vô kia con cái ghê quá. Chào các bạn. Nó cũng đổi thêm cái nhiệm vụ ha. Là cái nhiệm vụ qua. Cái nhiệm vụ nó là một con cá rô phi. Thì ra là nó là con cá rô phi. Ơi, bạn của tao mà. Tự nhiên. Ơi, mấy con cá này nó cắn đồng loại các bạn ơi. Mấy con cá của mình á, giọng của mình nó cắn đồng loại các bạn à. Trời ơi, nó cắn một cái mình xem sắp mặt luôn. Ồ, mấy con cá của mình nó chơi không đẹp rồi. Dòng cá ăn thịt đồng loại. Đấy, cái mấy con kia nó cũng bắt chước ăn thịt đồng loại kìa. Ê! Nước xíu quá. Mày chết.
mày thích cắn lộn tao, tao cắn lộn mày. Mày thích cắn lộn tao, tao cắn lộn mày. Đây, ok ba con. Nó thích, do anh nó thích cắn lộn với mình chứ không phải là mình muốn cắn nó đâu. Ok các bạn, ăn hết luôn. Ăn vô da trứng nhanh nở. Đấy, ăn vô da trứng nhanh nở. Rồi. Ngon lành cành đào. Còn miếng nữa, ăn nốt. Dễ bự quá sao vậy cha? Rồi ok. Còn ba con kia nữa. Còn ba con cá, còn hai con là nhiệm vụ. Mình không cần bơi đâu, chỗ này mình chỗ này mình không cần bơi. Chỗ này nước nó đẩy à. Sống ở con sông mà đừng có dùng sức nhiều các bạn à. Ồ, ghê ghê ghê. Cái nhiệm vụ nè. Hai con nè. Tụi này nó sống ở những cái chỗ nguy hiểm không các bạn. Ồ, đông rồi, đông rồi, đông rồi. Lần này mình làm hoàn thành xong nhiệm vụ luôn nè. Rồi, lành quá, lành quá. Cái lành quá. Nó cũng giao phối kìa. Giao phối rồi. Chết này, chết nè. Chết nè, chết nè, chết nè, chết nè, chết nè. Ok, 4 trên 5, tốt. Chết nè. Thì mình thấy là sống con sông khó bơi lắm nha các bạn. Con sông cái kinh xiết nước á, nước nó xiết á. Ok, xong nhiệm vụ rồi. Giờ chờ trứng nở thôi. Ồ, lanh rồi, lanh mình quen rồi. Ok. Phải ăn nhiều. Phải ăn nhiều. Ê, có con lươn rồi các bạn, có con lươn rồi. Léo, 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 léo. Tất cả thức ăn bây giờ là chỉ để nuôi trứng thôi nha các bạn. Con lươn rồi, con lươn rồi. Nướng giật điện à, ghê. Phải nuôi hai con baby nữa. Nhiệm vụ siêu khó. Rồi mình sẽ skip cho đến khi nào trứng gần nở nha các bạn, cho nó đỡ mất thời gian. Ờ à, kìa, trứng lên đường khúc rồi các bạn. Trứng lên đường khúc rồi, ok, trứng lên đường khúc rồi. Phải có thời gian nữa. À, mình đi ăn, đi ăn. Chắc là phải skip thôi, cho sợ anh em coi nó dài. Ok, bạn nãy giờ mình rất là chăm chỉ luôn á. Rất chăm chỉ ăn luôn á, rất nhiều cá luôn. Mẹ trứng nó lâu nở. Lâu nở kinh khủng. Ồ, 110 mấy rồi. Ok. Ráng ráng ơi, ráng ơi. Phải ăn liên tục nha các bạn. Nếu mà các bạn không ăn liên tục á, thì nó vô nghĩa à. Nếu mà các bạn ăn một lát mới ăn là nó vô nghĩa à. Bạn phải ở ở một cái chế độ kiểu như là dư thừa thức ăn. Đấy 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 đấy, gần được rồi, gần được rồi. Ồ, cái ghê quá, chạy chạy chạy. Các bạn phải ở một cái chế độ gọi là thừa thức ăn nha. Rồi không có nào đuổi theo mình. Bây giờ mình lại phải kiếm một cái nơi yên bình. Mình phải cần một nơi yên bình các bạn à. Bởi vì hiện tại mình cũng không có gọi là mạnh đâu. Rồi đi vùng danger rồi. Vùng nguy hiểm rồi, yên bình với gì đâu, trời ơi. Mình đang bị đẩy vô một cái con suối rồi. À, ok. Mới xuống cái đoạn luôn. Ôi, con này bự, con này mập, con này mập ấy.
Đấy, các bạn phải ở một ở chế một cái chế độ mà thừa năng lượng nha, thì con của các bạn nó mới nở nhanh. Cái vùng này là cái vùng hiền mà, vùng này rất là ok á. Trứng sắp nở rồi bạn ơi, một một chút nữa thôi, ăn thêm vài con nữa thôi, trứng sắp nở rồi. Đấy, khi mà các bạn ở cái mức mà nó tối đa, bắt đầu là kinh nghiệm nó sẽ tích lũy ra trứng nở các bạn ơi. Hay 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 đi đẻ luôn, đi đẻ luôn, cho nó lẹ, đi đẻ luôn, đi đẻ luôn, kiếm chỗ đẻ, kiếm chỗ đẻ. Kiếm một chỗ yên bình để chứ, nhưng mà cũng phải ăn, cũng phải ăn, ăn cho nó no, cho nó đầy cái thức ăn á. Tại trong quá trình mình để con mình không có kiểu như là để di chuyển được, mình phải canh trứng. Đấy đấy, ok. Với lại bây giờ mới bắt đầu lên level, bây giờ mình mới bắt đầu mạnh, mình phải còn mạnh để mình bảo vệ con mình, nếu không mình yếu sao bảo vệ con được, đúng không các bạn? Mình yếu mình gặp ai cũng sợ hết, mình gặp ai cũng đi đây hết, làm sao được. Đấy, để 4 miếng đó cho con của mình, đem xuống 1 miếng luôn, đem xuống 1 miếng luôn, đem xuống 1 miếng cho con luôn. Con mới đẻ ra là sẽ có đồ ăn, khi mà các bạn ngậm thức ăn á, thì nó sẽ di chuyển khó lắm nha các bạn. Ở đây á ta, ở điểm ở đây kia, để điểm kia đi. Ở nuốt luôn rồi các bạn ơi, đó lại rồi, đó là không sao không sao không sao, đi ăn tiếp. Ở chế độ no nha, rồi chưa đi được đâu, chưa đi được đâu. Ở chế độ no tối đa, với lại mình cũng chưa thấy cái vị trí phù hợp để đẻ. Ôi là level 9 đúng rồi, ok, kéo sát một con tới cái chỗ mình đẻ nữa, như vậy nó mới gọi là hay. Ui, đẻ đi. Thôi được rồi, mình nghĩ là đến lúc mà đẻ vừa quá, này lớn quá mình dành ăn hết của con. Mà này nói vậy á các bạn, lớn quá mình sẽ dành ăn hết của con, ăn thêm con nữa thôi. Có mấy kẻ thù tới rồi, có mấy kẻ thù tới rồi các bạn ơi, chỗ này không ổn rồi. Các bạn thấy có mấy con bự bự tới không? Rồi con cái này nó di chuyển nhanh quá. Mình sẽ để trong cái kia nha. Ôi, con chỗ đó để chỗ đây cho chết đang chờ. Không không không, để đây không được. Chỗ đây cái con rất là bự. Rồi ok, no no. Ok, mình sẽ cắn con này đi, con này vô trong ốc, nghỉ trong này. Ôi nó chạy ơi, nó chạy ơi. Ăn luôn, đói quá, không không đĩ được các bạn ơi. Ôi đĩ luôn, mình đành phải đĩ ở đây luôn. Đĩ đây luôn các bạn, càng quá. Ồ, 5 quả trứng nha các bạn ơi, 5 quả trứng nha, 5 quả, 5 quả, 5 năm. Ok. Trứng này nó màu vàng hả ta, trứng này nó màu vàng. Thủ 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 luôn, thủ luôn, thủ luôn các bạn, thủ luôn các bạn, nhìn mình nè, mặt mình mặt sẹo luôn á, ghê không? Đấy, mình như quả trứng, thủ luôn, không cho con cá nào vô đây ăn quả trứng của mình. Đấy, hai 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 hai. Ơi con cái kia, ủa mày, ủa mày,
kiếm chỗ chết hả? Tao đang đói, tao đang đói. Chứ nở chưa, chứ nở chưa. Rai Peppy có nghĩa là mình chăm sóc nó luôn nha các bạn, chứ không phải là chỉ có đĩa ra thôi. Có nhiều cái nhiệm vụ nó chỉ còn đĩa ra đủ à. Đĩa ra là mình muốn lớn sao mình lớn. Còn Rai là phải chăm sóc hai con. Đây là có 5 con nhưng mình chỉ còn hai con thôi. Nở đi nào Peppy. Ok ok. Nở 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 nở. Ok ok ok. Trời mấy con 5 đứa điên thui thùi lùi luôn. Để nó ra ngoài. Có đang liều không nè? Có đang liều không nè? Ơi ơi. Ơi. Chỗ này nguy hiểm quá các bạn ơi. Lẻo nè. Ôi. Nó lại như phim luôn các bạn. Mấy đứa con qua đây, qua đây, qua đây ăn nè. Mình cũng phải ăn thôi. Mấy con qua đây ăn. Đi, đi mấy đứa. Cắn con tao hả? Cắn con tao hả? Cắn con tao hả? Cắn con tao hả? Rồi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Tốt rồi. Một con bê tử ẹo rồi nhưng mà không sao. Cũng phải tử thôi chứ các bạn. Kẻ thù, kẻ thù, kẻ thù, kẻ thù, kẻ thù, kẻ thù. Rồi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi mấy đứa. Lớn đi. Lớn đi, lớn đi. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Được rồi, chỗ nó nguy hiểm rồi. Nó nguy hiểm rồi, qua đây. Chết một con nha các bạn, chết một con, không sao. Nhiệm vụ yêu cầu có hai con à. Ăn, ăn mấy con ấu trùng đi, ăn mấy con ấu trùng đi, qua đây. Qua đây mấy đứa. Mớm cho nó ăn từng con luôn mà các bạn. Đấy, bốn đứa con nha. Rồi nó đi lâu chưa? Nó đi kiểu này mình đói chết luôn á các bạn. Các bạn thấy nuôi cá khó không? Các bạn thấy là một con cá nuôi con khó không? Đây, ăn đi, ăn đi. Mình một miếng, nó hai ba miếng. Rồi một con lớn, hay 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 hay, một con lớn. Khi nó lớn rồi nó bỏ nó đi nha các bạn. Nó lớn, khi nó lớn rồi là nó sẽ bỏ nó đi. Nó sẽ tự hình thành một cái bầy khác. Đó là cuộc sống của loài cá các bạn. Rồi ok, ăn đi. Rồi hai con xong, lớn rồi. Rồi ok, yeah, hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đấy, bây giờ là mình thay hồ. Đấy, giờ mình thay hồ. Ơi, mình vẫn còn một con lớn mà. Để nuôi nó luôn, nuôi cho nó lớn luôn. Ăn ngay con, ăn ngay. Ngại gì, con muốn xe mẹ sao? Ngại gì? Con nó không muốn xe mình các bạn. Khi nó lớn nó sẽ đi xây dựng một cái bầy mới á. Nó không muốn xe mình. Rồi nó đi luôn rồi. Nó đi luôn rồi kìa. Nó ăn nó đi luôn rồi. Rồi bây giờ mình bá đạo rồi các bạn. Đấy, bây giờ sẽ còn ít thời gian rồi mình sẽ ăn cho nó thiệt nhiều. Mình trở thành cá khổng lồ. Ôi, giờ mạnh ơi. Giờ là ăn cho nó bá đạo này. Hồi nãy là mình vướng bận với con mình thôi. Hồi nãy là có lúc mà mình đói luôn á các bạn, cái lúc mình đói luôn á. Cái lúc mình đói gần chết luôn rồi mình phải nhường đồ ăn cho con của mình. Nên con mình lớn lên thì nó không có còn ấy nữa. Quýnh lộn luôn, giờ tao mạnh rồi. Chơi không? Rồi giờ mạnh chùm ơi, con cá này. Ủa con cá này nhìn có vẻ mập hơn mình á, ghê hơn mình á các bạn. Cái này ghê hơn mình á, nhưng mà dưới nó luôn. Đây là 10 luôn rồi, phải đào rồi. Trời. Nếu mà bây giờ mình có thể sinh sản nữa, gặp cái bầy của mình á các bạn, mình có thể sinh sản nữa luôn. Nhưng mà thôi, để nhiều chi, mình muốn là trở thành một cái mạnh. Một cái chùm. Đây, mày phải chết. Nhà năng của tao hả? Dám giàn ăn của tao trước mặt tao hả con trai? Nước xíu quá các bạn. Còn nó bơi không đâu có được. Trời mình cắn. Hãy mở cho con. Ô, miếng thịt bự.
mấy bạn kêu mình đem thịt lên trên bờ á, đem thịt mặt nước nó sẽ tự nó bể à. Đấy, nhưng mà mình cũng chưa có cơ hội. Đang no, đang no. Cái nào đâu ra đây, tôi level 11 rồi. Ê, nếu mà các bạn thích mình chơi trò này đừng quên cho một like và một đăng ký để ủng hộ mình nha. Rồi khó đấy, không phải đùa đâu. Để mà trở thành một con cá khó đấy. Mình ăn đồng loại của mình luôn, mặc dù có thể giao phối luôn, ghê thiệt. Ủa, con cá này ghê. Mặc dù có thể giao phối và sinh sản được nữa, nhưng mà con cá này đặc biệt của nó là nó có thể ăn thịt đồng loại luôn. Quá kinh. Chết hết rồi. Mạnh rồi. Quá đào rồi. Kiếm con nào bự bự chơi. Thật ra là mấy cái con trước mặt mình nó bự lắm á. Ối nè. Không, nếu mà có bầu là mình sẽ không lớn được nữa nha các bạn. Có bầu thì tất cả các đồ ăn sẽ nuôi con. Ôi ôi, level 12. Giờ bá đạo rồi, sợ ai nữa đâu. Chùm rồi các bạn, mình trở thành cái chùm rồi. Giờ là lại phải đi kiếm mấy con cá mà bự, cái khổng lồ. Với lại cái sông này nó không như cái biển các bạn ơi, cái sông là tầm này là vừa rồi. Cái biển này chúng ta có thể là Megalodon đồ. Cái sông này con Pai này là con dạng ghê rồi các bạn. Đấy, con cái sông con Pai này là cũng mạnh lắm rồi. Em nhắc cắn của nó nè anh em. Đấy, răng của nó không ghê. Cái sông này anh em ăn được nha các bạn. Chứ có một số cá ăn được, cái sông này anh em ăn ăn thoải mái. Anh em câu cái sông này anh em ăn là gặp mấy con này anh em ăn ngon nè các bạn. À. Đấy. Chơi thêm tí nữa đi, mình đang đi kiếm một con cá nào mà bự bự vậy. Ôi. Mình có thể nhảy lên bờ này các bạn. Trên không? Đây, có một con cá dòng họ của mình nữa nè, hay sao á? Giờ phố để có bầu à. Thì cuộc sống của loài cá là vậy mà anh em. Khi mà con của nó lớn lên thì con sẽ tách bầy và sẽ trở thành một cái bầy mới, và để lớn lên và tạo ra một cái vùng sẻ mới. Các bạn biết về lý do vì sao mà nó phải như vậy không? Bởi vì nếu mà chúng ta không có đồng loại thì mình sẽ không có, khi mà bị đánh chúng ta sẽ chết. Cái dòng của mình thì cũng sẽ bị tuyệt nọc. Nên là phải có đồng loại, nó phải duy trì nòi giống, nó không thể theo mẹ được, theo mẹ đó được đâu. Lớn lên là nó biến mất, lớn lên là nó bỏ đi à. Cái chơi này là vậy á. Giờ con này nó yếu lắm, mình cắn nó mấy cái nó chết à. Mình là cái mạnh nhất ở đây rồi. Mày, thôi nuốt chậm luôn các bạn ơi, ghê thiệt. Lại đang đi đi cái mày đi tìm cái con cá mà bự lúc nãy á, con cá ở ngay cái mặt á các bạn. Kiếm không ra. Con cá đó đâu ta? Cái con cá mà nó bự thù lù luôn á. Cái mặt cái miệng nó trề lên gì nè. Con đó mới là con mạnh nhất, còn mình chỉ là một con cá vừa vừa thôi. Miệng mình hơi chè, cái con nãy là cái miệng chè mà cái mang nó rộng luôn, con đó mới gọi là con cái mạnh chứ mình chưa. Mình là con dạng cái thường à. Cái thường thôi. Đấy, quần xả cá ở trong con sông là như vậy. Nếu mà các bạn muốn mình chơi cái gì á thì anh em cứ mà comment nha, thì sẽ nghiên cứu. Đây 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 đây, đi tới một cái nơi. Đây 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 đây, quýnh lộn rồi các bạn, quýnh lộn rồi, quýnh lộn rồi, quýnh lộn rồi. Nãy giờ mình chờ cắn hết. Ở đây đồng loại của mình mà, chơi luôn. Con này nó quýnh lại tay mình, con này quýnh lại mình. Trời, bây giờ mình bự quá, giờ mà ai câu được mình chắc ăn ăn, ăn sướng à. Đúng rồi, ai câu được mình ăn sướng à. Chạy liền, tụi nó chạy liền. Đây 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 đây. Chạy liền.
Dành đoán, dành đoán với tao á, dành đoán hả? À đây con này này, mình nên tìm con này này, mình nên tìm con này này. Ui nó mạnh quá. Ui. Nó có một cái mình tối mặt không rồi. Mày tao sáng lại nè, tao sáng lại nè, tao sáng lại mày, tao sáng lại nè. Léo 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 léo. Ồ cái răng kìa. Léo 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 léo, mình vẫn thắng, mình vẫn thắng. Mình vẫn thắng giờ mình level mười mấy rồi mà. Đấy, mình đang tìm con đó đó. Không biết còn con nào bự hơn nữa hay không, nhưng mình đang tìm con đó đó. Rồi giờ mình kinh rồi. Giờ mình kinh rồi, nó 15 rồi. Bá đạo nó phải như vậy. Ăn hết luôn, ăn hết luôn. Ok. Đấy các bạn thấy mình chơi cái trò này cũng gần quen rồi. Và ôi trời lên 16 luôn. Nếu mà các bạn thích mình chơi game này đừng quên cho mình một like, một đăng ký nha. Giờ tuổi nó băng nó không là cái tuổi gì đối với mình đâu. Mình chơi là không ai chơi lại mình đâu các bạn. Đây là con cá tên là Pai. Và mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ của nó rồi. Để cho các bạn thấy được cuộc sống của con cá này ở trong con sông là như thế nào, bá đạo như thế nào rồi. Bye bye. Chúc anh em một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở video sau nha. Đừng quên cho mình một like, một đăng ký nha các bạn. Bye bye.